Xin chào các bạn. Lần này mình đi thêm hai cái âm nữa các bạn ha. Các bạn thấy ha. Cái chữ tơ tiếng Việt ha, là chữ tơ, các bạn thấy chữ tơ ha, là không có đọc chữ tơ ha, không có đọc tơ các bạn ha. Và chữ dơ cũng không có đọc dơ các bạn ha. Hai cái âm này á là trong tiếng Anh á đọc cái khẩu hình miệng giống nhau các bạn ha. Nhưng một một âm á là có sự thổi hơi ra ngoài á. Còn một âm á là rung cổ họng các bạn ha. Hai cái âm này á mà các bạn không có nắm vững á, nhiều lúc nó nhầm lẫn nhau á các bạn. Cho nên á các bạn cố gắng là tập đúng ngay từ đầu các bạn ha. Mình nói đi nói lại á, cái bước căn bản nó rất là quan trọng, đừng có bỏ qua và đừng có học lướt và đừng có giống như là tưởng là dễ các bạn ha. Cái bước căn bản rất là khó cho những người mới bắt đầu á các bạn, cho nên phải cố gắng. Và các bạn nào mà mất cái bước căn bản á, mất gốc á, thì các bạn quay lại học cũng không có sao, bởi vì là giống như là có cố gắng còn hơn là cứ để cứ trôi trôi đi vậy á, và chấp nhận á, thì các bạn sẽ học sai sai hoài luôn á. Cho nên là nếu mất căn bản thì quay lại học cái căn bản ngay từ đầu, mặc dù là nó tốn thời gian. Và cái thói quen của cái những cái sai lầm á thì nó rất là khó sửa, nhưng mà không phải là không sửa được các bạn ha. Nếu mà các bạn để ý, các bạn cố gắng tập trung và các bạn cố gắng giống như là từng cái bước một á, cũng đừng bỏ băng là từng cái bước một, giống như mình chia sẻ cái bài một á thì bài 2, bài 3, bài 4 hoặc là bài 5 nó có thể là liên quan đến bài 1. Nếu mà các bạn không có xem bài 1 á, thì có thể các bạn không có hiểu bài 5. Cho nên á, các bạn cố gắng giống như là đi từng cái bài một á. Và trong đó có một cái sự quyết tâm nữa các bạn ha. Và tạo cho mình cái thói quen, rồi tạo cho mình cái động lực á. Giống như học tiếng Anh để làm gì? Học tiếng Anh để mà biết thêm một thứ tiếng nữa, học tiếng Anh để mà giao tiếp với những người bạn quốc tế, học tiếng Anh để mà đi du học, học tiếng Anh để mà giống như là đi làm việc thì nó có lời hơn. Giống như là nhiều lúc cái công việc này các có họ không có cần tiếng Anh, nhưng mà cái công việc khác các bạn muốn đổi nhưng mà cái công việc đó cần tiếng Anh thì các bạn đã có sẵn tiếng Anh rồi. Rồi đi du lịch các bạn cũng dùng tiếng Anh, nói chung là tiếng Anh rất là nhiều cái lời á các bạn. Mình đi chia sẻ như vậy là mười mấy bài rồi á các bạn, còn thêm cho mười mấy bài nữa đi là nó hết 44 âm tiếng Anh các bạn ha. Là bắt đầu mình đi những cái cách phát âm, những cái từ mới, những cái giống như căn bản, giống như một cái câu của trong tiếng Anh, rồi mình cứ tập tập cái đề tài này đề tài kia các bạn ha. Thì khi mà các bạn biết cái ký hiệu phiên âm rồi á thì các bạn cùng mình học rất là dễ á các bạn. Mình không có bảo đảm nhưng mà mình biết nếu mà các bạn có quyết tâm, các bạn nắm được cái căn bản thì các bạn sẽ rất là thích học và học rất là có hiệu quả các bạn ha. Bây giờ mình phát âm hai cái âm này trước ha. Xong thì mình cho những cái ví dụ những trong cái từ á thì mình sẽ tra cái từ điển các bạn ha. Cùng nhau tra từ điển rồi nghe ha. Bây giờ các bạn thấy ha là cái ký hiệu là tờ. Thì trong tiếng Việt á là tờ. Nhưng mà trong tiếng Anh á không phải vậy các bạn ha. Trong tiếng Anh các bạn nghe ha. Các bạn đưa cái đầu lưỡi lên trên hàm răng trên bên trong. Các bạn ngậm hai cái răng lại. Rồi các bạn bật xuống. Có hơi ra ở miệng á. Các bạn đưa bằng tay á trước miệng á, các bạn bật cái âm này. Là nó có hơi bay ra, các bạn có hơi hơi ra. Thì cái ký hiệu chữ giờ đó cũng vậy các bạn ha. Cũng cái khẩu hình miệng giống nhau, đưa hàm răng trên. Xin lỗi các bạn, đưa cái đầu lưỡi lên trên hàm răng trên bên trong á. Rồi các hai hàm răng các bạn ngậm lại ha. Xong các bạn đập xuống á, lấy cái lưỡi đập xuống. D. D. Các bạn thấy không? D. Nhưng mà nó rung cổ họng á các bạn. Cái âm này á, cái âm t là hơi gió ha. Hơi có hơi bay ra ha. Còn mà d. D
là cái rung của hồng các bạn ha. Các bạn thấy hai cái âm này khác nhau ha. Khi mà thấy hai cái ký hiệu này á là các bạn phát âm một âm á là có hơi gió bay ra, một âm á là rung của hồng ha. Mình không có giải thích thể cặn kẽ được các bạn, giống như là mình giải thích tốt nhất có thể thôi á. Giống như trong tiếng Việt cũng vậy á các bạn, ví dụ phát cái âm này âm kia, nhiều lúc cái đầu lưỡi như thế nào, cái miệng như thế nào nó rất là khó diễn tả hết á. Nhưng mà giống như những cái phần chính á, như vậy giống như trong tiếng Anh cũng vậy. Thì các bạn giống như và các bạn khi mà học tiếng Anh á là đừng có phiên âm theo kiểu tiếng Việt á các bạn. Bởi vì á là các bạn sẽ rất là dễ dàng đọc qua cái theo cái tiếng Việt thì trong tiếng Anh nó sẽ bị trài âm. Cho nên các bạn cố gắng là nhận biết cái ký hiệu phương âm bằng tiếng Anh và nhớ và cố gắng đọc cho đúng á. Có nhiều cái âm mình nói là à cái này nó tương tự giống cái từ tiếng Việt cái này cái kia, nhưng mà khi phiên âm á nên phiên âm bằng tiếng Anh các bạn ha. Bây giờ mình tra từ điển ha. Tra từ điển phiên âm quốc tế và tra từ điển phiên âm Mỹ các bạn ha. Bây giờ các bạn vào cái trang này ha, xong các bạn viết vào cái ô màu trắng cái chữ mà các bạn cần tra, thì các bạn thấy ha là ở đây là phiên âm quốc tế các bạn ha, theo kiểu Anh hoặc là Anh Mỹ nhưng mà theo ký hiệu quốc tế các bạn ha. Thì các bạn thấy ha là bây giờ các bạn nghe là cái dòng Anh ha. Các bạn bấm vào cái loa đó các bạn nghe là cái dòng Anh ha. Ten. Xong Anh Mỹ ha. Ten. Rồi dòng Anh ha. À, các bạn thấy nó cái dòng khác nhau không? Bây giờ Anh này. Ten. Anh Mỹ này. Ten. Đó các bạn thấy đó, các bạn cứ bấm qua bấm về bấm qua bấm về các bạn nghe để cho cái dòng khác nhau cho cái tai của các bạn quen á. Bây giờ các bạn qua cái trang của phiên âm Mỹ các bạn ha, thì các bạn cũng viết vào cái ô trắng ô trống đó là cái chữ mà các bạn cần tìm á, thì các bạn thấy ha và các bạn thấy cái ký hiệu phiên âm Mỹ này thì chữ T, chữ E có dấu á trên đầu á, rồi chữ N là cái ký hiệu phiên âm Mỹ á. Thì bây giờ các bạn bấm vào cái lá cờ Mỹ để mà nghe dòng Mỹ hoặc là bấm vào lá cờ Anh để nghe dòng Anh ha. Bây giờ dòng Mỹ này. Ten, ten, Bây giờ dòng Anh này. Đó các bạn cứ cứ vậy á, cứ nghe vậy á. Và các bạn kéo xuống rồi các bạn xem cái dịch ra tiếng Việt các bạn xem ở trong cái từ điển này á là phiên âm Mỹ các bạn ha, và họ có dịch ra nhiều cái thứ tiếng á, trong đó có tiếng Việt ha. Mình hay chia sẻ cái cách dịch của cái trong cái từ điển này á, là ra tiếng Việt á, là 10 các bạn ha, số 10. Bây giờ các bạn để ý ha, khi mà họ đọc á, là họ không có đọc là ten, ten, các bạn ha, họ không có đọc là ten, ten, mà họ đọc là ten, các bạn ha, ten, các bạn nghe lại ha, Ten. ten, các bạn thấy chưa, ten, các bạn nghe ha, giọng Mỹ ha, Ten. dòng Anh ha. Các bạn thấy chưa? Xong họ ghép lại á. Ten. Không phải là ten ten ha. Các bạn nhớ ha. Không phải là ten ten. Mình nghe nhiều bạn á là đọc ten ten á. Cho nên là phải đọc là ten. Các bạn ha. Ten. Cái chữ tơ đó bật khơi ra ha. Còn cái chữ e đó, cái ký hiệu mà chữ e giống với chữ E Việt Nam á, và đó là cái ký hiệu phiên âm Mỹ ha. Còn mà phiên xin lỗi phiên âm quốc tế ha. Còn mà
cái ký hiệu mà chữ A có chữ A trên đầu, thì có dấu A trên đầu, thì phiên âm Mỹ các bạn ha. Thì khi mà các bạn thấy cái phiên âm Mỹ và phiên âm quốc tế như vậy á, thì các bạn phát âm sao? Mình đã chia sẻ cái âm đó ở cái bài số 7 các bạn ha. Nếu mà các bạn quên á, các bạn quay lại cái bài số 7 xem ha. Còn mà cái ký hiệu N, phiên âm Mỹ và phiên âm quốc tế thì cái ký hiệu N giống nhau ha. Thì các bạn, cái âm này là âm mũi các bạn ha. Mình chưa chia sẻ mà mình sẽ chia sẻ trong 44 âm này á. Rồi. Trong một cái chia sẻ nào đó, mình sẽ chia sẻ cái âm này. Thì bây giờ mình nói sơ sơ qua thôi ha. Cái âm này là âm mũi. Và khi các bạn đưa cái đầu lưỡi lên trên, hàm răng trên bên trong á, các bạn bây giờ nghe ha. Ten. Ten. Các bạn thấy chưa? Mình có đọc cái chữ N á. N mà đứng sau á, không có nghe rõ các bạn, nhưng mà các bạn cũng phải phát âm ha. Ten. Ten. Các bạn ha, đừng có ten ten ha, nhớ là chữ tơ đỏ ha. Và chữ N là âm mũi các bạn ha. Chữ N này á, hoặc là nói là cái âm N này á, không phải là âm rung cổ họng, cũng không phải là cái âm mà thổi hơi ra ngoài, mà là âm mũi các bạn ha. Gọi vậy ha, là có nghĩa là các bạn đưa cái đầu lưỡi lên trên, hàm răng trên bên trong á, các bạn các bạn muốn đọc chữ N ra mà nó không có ra được, bởi vì là cái lưỡi của các bạn, đầu lưỡi của các bạn nó chạm ở hàm răng trên bên trong á. Các bạn thử đi. Đó là cái âm t, t. Bây giờ tra cái từ điển có cái từ có cái âm d, d các bạn ha, rung cổ họng ha. Các bạn vào cái trang này ha, trang từ điển này là cái trang mà tra từ điển ký hiệu phiên âm quốc tế các bạn ha. Thì cái ô trắng đó các bạn viết cái từ mà các bạn cần á, thì các bạn thấy không? Thì cái từ den các bạn ha, d, den, chút nữa mình sẽ nghe họ đọc ha. Và các bạn thấy cái hình không? Là có cái hang đồng á, cái hang á, xong có con hổ nó nằm ở ngoài cái cửa. Cái den này á là gọi là cái hang các bạn ha, hang hay là cái nhà của những cái con vật hoang dã. Bây giờ các bạn nghe ha, các bạn thấy nè, phiên âm quốc tế theo kiểu Anh và Anh Mỹ các bạn ha. Bây giờ các bạn nghe cái dòng Anh ha. Den. Den. Anh Mỹ này. Den. Den. Dòng Anh này. Den. Den. Dòng Anh Mỹ. Den. Phiên âm quốc tế nhưng mà là dòng Anh và dòng Anh Mỹ các bạn ha. Các bạn để ý là các bạn cứ cố gắng nghe đi nghe lại cho quen á. Phải nghe nhiều người á, các bạn đọc nhiều sách rồi, giống như là nói chung á, là các bạn học xong cái 44 âm á, là các bạn nên đi tìm tòi nhiều cái á. Hơn thì mình cũng sẽ chia sẻ một chút sự tìm tòi sau này ha. Bây giờ mình qua cái trang từ điển của phiên âm Mỹ các bạn ha. Thì các bạn cũng viết vào cái ô đỏ, cái ô màu trắng đỏ là cái giống như là cái từ mà cần tìm á. Thì các bạn thấy ha, cái phiên âm Mỹ thì nó có cái ký hiệu phiên âm ha, chữ D, chữ E có dấu A trên đầu và chữ N ha, là ký hiệu phiên âm Mỹ. Và các bạn bấm vào cái lá cờ Mỹ ha, để nghe dòng Anh Mỹ các bạn ha, phiên âm theo kiểu Mỹ và dòng Anh Mỹ ha. Den. 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 Phiên âm theo kiểu Anh, dòng Anh các bạn ha. À, xin lỗi, phiên âm theo kiểu Mỹ, dòng Anh các bạn ha. Den. Den. Các bạn cứ bấm qua bấm về nghe dòng Mỹ, dòng Anh, dòng Mỹ, dòng Anh vậy á các bạn. Bây giờ các bạn kéo xuống để mà các bạn xem xin lỗi các bạn, cái dịch ra tiếng Việt á.
Các bạn bấm vào đó thì các bạn sẽ tìm ra ha. Mình chia sẻ mười mấy bài rồi ha. Cái bài nào mình cũng chia sẻ cái cách tra từ điển như vậy á, để các bạn làm quen á. Nó bị nhại á, bởi vì là mình cầm một tay rồi một tay mình quay phim á, cho nên nó bị nhại á. Các bạn bấm vào cái dấu đó xong tiếng Việt ha, thì các bạn thấy không, giống như là cái hang của thú dữ, cái hang của hoặc là cái nhà của thú hoang dã, người ta gọi là thú dữ à. Thì hoặc là phòng làm việc á các bạn, nó có hai nghĩa khác nhau ha. Các bạn nhớ ha, mình nói đi nói lại á, lúc mới học á, các bạn cố gắng nắm từng cái âm cho kỹ, tập tra từ điển. Và các bạn ví dụ là gặp một cái từ nào đó các bạn không có phát âm được, các bạn cố gắng tra từ điển ha, cố gắng ha, phải tập cái thói quen á, chứ đừng có ỷ lại là tôi nghĩ là phát âm như vậy, tôi nghĩ là phát âm như kia, đừng có suy nghĩ như vậy các bạn ha, đừng có đoán ha. Bây giờ các bạn nghe ha, và các bạn cố gắng đọc theo á, và cố gắng nhớ á, nhớ bài á. Hồi nãy giờ mình giải thích rồi mình tra từ điển rồi mình giải thích, rồi bây giờ các bạn cố gắng ha, nghe và đọc theo ha. Ten, ten, ten. Den, den, den. T, d, t, d. Bây giờ các bạn hiểu bài chưa? Nhớ ha, một âm á, là hơi do hơi có hơi bay ra ở miệng á, hoặc là mình xin lỗi cái gì à, giống như là thổi hơi ra, còn một âm á, là rung cổ họng các bạn ha. Và tiền đây các bạn ha, mình học thêm cái từ mới ha, qua cái cách là giống như các bạn thấy hai cái từ này ha, là một từ á, là có nghĩa là số 10 ha, 10. Còn một từ là có nghĩa là hang của động vật hoang dã, hoặc là phòng làm việc. Nhưng mà khi mà thêm chữ chữ tờ ở đằng sau á các bạn, thì các bạn học thêm được hai cái từ mới nữa các bạn ha, thì cái nghĩa nó khác các bạn ha, các bạn thấy không. Cái từ đầu tiên á, là cái từ liều các bạn ha, là cái từ cái liều mà đi cắm trại, hoặc là đi vào rừng, hoặc là đi vào những cái chỗ nào cắm trại, hoặc là đi biển á, để ngủ ở trong á các bạn. Thì cái liều gọi là cái liều á. Còn cái từ thứ hai là làm lõm, vết lõm. Các bạn thấy cho các bạn cố gắng là học cái từ mới á. Học cái từ mới bằng cái cách mà cái từ mà giống như thêm cái chữ tơ nữa là cái nghĩa nó khác á các bạn. Thì các bạn được học một lần mà bốn từ khác nhau á, là số 10, rồi hang của thủ hoang dã, hoặc là cái phòng làm việc nhỏ, giống như còn hai cái từ này á, là cái liều và làm lõm, vết lõm, giống như các bạn vừa học phát âm mà vừa học cái từ mới nữa các bạn. Rồi sau này mình viết vào câu ha, bây giờ mình học cái từ á các bạn, rồi mình tập, rồi khi mà mình thấy á, thì mình nói, mình học lại thêm nữa là nó có trong cái câu á, hoặc là các bạn đọc cái gì đó, các bạn thấy cái hai cái từ này á, nó nằm trong một cái câu nào đó, là bắt đầu các bạn học cái cùng từ mới đó nữa, hoặc là một trong những cái từ mới nó nằm trong cái câu á. Nhưng mà trước tiên á, các bạn phải phát âm căn bản tốt đã, rồi học. Có nhiều bạn là học từ mới ngay vào trong cái câu đầu tiên luôn á, nhưng mà lại quên cái bước qua cái giai đoạn phát âm á, cho nên cái giai đoạn phát âm nó rất là quan trọng các bạn ha. Và trước khi phát âm á, là nên nghe để mà biết cái tai của mình á, để cho nó quen cái từ các bạn, quen cái ngôn ngữ á. Thì nghe người này người kia, nghe từ điển này từ điển kia. Khi mà chúng ta học một cái ngôn ngữ mới á các bạn, chúng ta tưởng tượng là chúng ta đang là một em bé. Các bạn thấy những em bé không? Khi mà mới sinh ra, những cái thời gian đầu á, em bé không có biết nói á các bạn, mà các em bé nghe
nghe nghe ba nghe mẹ nghe những người xung quanh á, nói á, rồi cái từ đó lặp đi lặp lại á các bạn. Và khi mà bé tập nói á, từ từ giống như lần đầu có thể lỡ lỡ nhưng mà từ từ sẽ quen á. Thì cũng như chúng ta cũng về học một cái ngôn ngữ mới á, trước tiên là cố gắng nghe cái từ đó đã các bạn á, và nghe càng nhiều càng tốt á, thì nó cái âm thanh đó nó sẽ vào tai á các bạn. Thì rồi sau đó các bạn đọc theo, các bạn tập theo, rồi các bạn gặp nhiều lần á thì các bạn sẽ giống như nó thành thạo hơn á. Bây giờ mình phát âm hai cái từ này các bạn ha. Từ thứ nhất là tent, 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 tent các bạn ha. Chứ không phải là tent, tent các bạn ha. Tent, tent, nhớ ha, các bạn nhớ ha. Không phải là tờ, tờ các bạn ha, mà là tent, tent. Cái từ thứ hai ha, dent, dent, dent. Các bạn thấy các bạn phải biết là cái âm nào là cái âm có hơi ra, thổi hơi ra, cái âm nào là âm rung của họng. Bây giờ các bạn nghe hai cái từ ha, tent, tent, dent, dent. Các bạn thấy không, giống như là một từ có thổi hơi ra, một từ rung cổ họng, thì các bạn phải phải cố gắng tập và nhớ. Và trong tiếng Anh các bạn ha, là đọc á, là các bạn cảm thấy là sao mà đọc cái kiểu mà mệt mỏi về trời, sao giống như là sao vậy, giống như không có suôn sẻ gì cả. Nhưng mà thật ra trong tiếng Anh á các bạn, nếu mà đọc đúng âm á, là tùy âm, có nhiều âm đọc rất là mạnh, có rung cổ họng, có nhiều âm thổi hơi ra, thì giống như cũng đọc cái cách mạnh khác nhau á, cho nên á, giống như không có nhiều cái từ á, không phải là nói nhẹ nhàng thùy mị nịch na như tiếng Việt Nam nhỏ nhẹ, nhưng mà bởi trong tiếng Anh có nhiều từ nó bật rất là mạnh á các bạn. Nghe thì có vẻ là cứng cáp nhưng mà không phải các bạn ơi. Cái âm nói như vậy các bạn học nhiều là sẽ quen á. Đó là hai cái âm học lần này các bạn ha, là âm có thổi hơi ra ha, d là âm rung cổ họng á. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem chia sẻ của mình, chúc các bạn luôn vui vẻ.